Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Thì cái căn nhà tiếp theo mình đi coi trong ngày hôm nay cũng là ở Gardena ha. Căn nhà này được rao bán là 941.000, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.300 square feet và lot size là 5.100. Thì cái giá này mình thấy nó là đúng giá hoặc là nó hơi cao hơn cái giá thị trường ha. Cái giá thị trường của Gardena nó cũng khá là cao, với lại khu này nằm trong cái khu rất là yên tĩnh ha, rất là tốt của thành phố Gardena. Cách nhà mình chắc cũng khoảng 10 phút mà thôi. Rồi, bây giờ mình quay một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài của căn nhà này, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Ok mọi người, và đây là cái khu vực neighborhood của căn nhà này ha. Căn nhà này nằm trong một khu vực rất là yên tĩnh của Gardena. Đường xá rất là đẹp ha mọi người. Khu vực rất là ok luôn á. Thì phía trước á, là ngay cái phía trước là cái trường học ha, một cái trường học hình như là trường trung học. Đó. Thì đường xá rất là rộng rãi, khu vực rất là ok. Zip code là 90248. À, theo như mình không lầm nhờ cái zip code này đó. Cái zip code 90248 và 90247 á, là nó rất là tốt ha. Cái nhà này họ cũng remodel rất là ok rồi. Phía trước mọi người thấy không, họ sơn sửa lại rất là đẹp ha, thay mái ngói này nọ rất là mới ha, mái ngói là mới. Cái màu sơn mình cũng rất là thích nữa. Phía trước thì có một cái hàng bông rất là dễ thương. Căn nhà này thì cái lot size không có rộng cho lắm, nhưng mà cái setup nó cũng rất là ok. Phía trước thì chúng ta có một cái sân ở phía trước cũng vừa đủ thôi, không quá là rộng ha, cũng không quá nhỏ. Rồi cái garage thì nó là cái attached garage, nó attached luôn với căn nhà luôn. Garage thì chúng ta có thể đậu được hai xe ở phía trước. Ở dưới đường thì chúng ta có thể đậu được thoải mái, không cần phải tranh giành bậc kinh với ai, tại vì khu này cũng là khu của homeowner rất là nhiều, những cái người ta ở đây lâu năm đó. Ok, để mình đứng ra ngoài để mình quay cái đường xa của căn nhà này ha. Mọi người thấy không, căn nhà này rất là đẹp luôn, rất là dễ thương, tiêu chuẩn của American Standard ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Ok mọi người, và đây là bây giờ mình đi vào bên trong căn nhà này ha. Cái cửa mình thấy cái cửa này cũng rất là đẹp ha. Cái màu sơn mình thích, rất thích cái màu sơn của cửa này. Thì đây là bên trong căn nhà. Trước tiên chúng ta là phòng khách ha. Họ làm teaching rất là đẹp, rất là bắt mắt. Màu thì họ sơn màu vanilla ha, trần trên là màu trắng, rất là hợp với căn nhà. Và cái floor họ cũng làm là cái floor mới đó, họ làm là cái floor mới, rất là nhìn rất là hiện đại ha. Thì bên hông chúng ta có một cái phòng ngủ hoặc là cái phòng khách đó, cái phòng làm việc đó. Họ làm staging ở đây rất là thoáng mát, rất là nhiều ánh sáng ở đây. Thì cái setup của căn nhà này mình thấy rất là ok ha. Thì tiếp theo là cái khu vực nhà bếp và cái khu vực dinner ha. Khu vực dinner ở đây chúng ta có một cái bàn rất là rộng ha. Nếu mà chúng ta có thể setup giống như những cái mà họ setup như thế này cũng nhìn rất là đẹp. Có những bức tranh ở trên tường ha, nhìn rất là hiện đại ha. Đó. Thì này là cái hallway đi vào bên trong. Cái nhà này thật sự ra nó 1.300-1.400 square feet, nhưng mình cảm giác được cái không gian nó rất là rộng. Có thể là họ xây thêm cái phía sau ở đây nè, có thể họ thay. Đây là họ, để mình quay cái khu vực nhà bếp trước đi ha. Nhà bếp thì họ đã remodel lại toàn bộ, đồ đạc họ xài không phải là đồ high end, nhưng mà cũng là cái gọi là mắc tiền đó. Cái bếp này mình rất là thích cái sink như thế này. Cái lò sinh như thế mình rất là ok luôn á. Đó, kitchen cabinet, kitchen countertop rồi ha. Đồ đạc appliances là mới hết. Có một cái nhà bếp thì rất là thoáng, có cái cửa ha, rất là thoáng. Nhưng mà có một cái, tự nhiên cái cửa để nằm kế bên căn nhà của cái nhà kế bên luôn. Vừa mở cửa ra rồi giờ mình thấy phía sau của người ta làm gì vậy không? Không biết nó có privacy không. Nhưng mà nói chung là cái không gian thì rất là thoáng. Mình nghĩ rằng cái nhà này họ xây thêm ở dưới đây, tại vì
Ở đây nè, cái này là cái khu vực extra nè. Đó, mình không biết có permit hay không, nhưng mà cái này là mình nghĩ là khu vực extra, tại vì cái nhà 1.300 square feet không thể nào nó rộng tới như vậy. Cái này là cái khu vực extra ha, mà nhìn rất là đẹp. Actually nếu mà có hay không có permit gì mình vẫn giữ lại để mình làm một cái phòng extra room ở đây, phòng khách, để chúng ta có thể tiếp khách ha. Có một cái sliding door rất là bự, rất là thoáng, có nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng, cái nguồn năng lượng đi vô. Ok, thì ở đây chúng ta thông xuống là cái phòng master bedroom ha. Master bedroom, thì master bedroom ở đây họ cũng làm lại hết cái phòng master bedroom rất là đẹp ha. Thì bên đây chúng ta có luôn một cái closet rất là bự. Ok, cái nhà này thì mình nghĩ là không còn đất để xây nữa, tại đất có 5.1 mà họ xây luôn cái extra này ra rồi, phía sau là thấy cái tường này không có còn đất nữa đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có ý tưởng mà cho mướn á, hoặc là làm Airbnb hay là gì đó, block cái chỗ này lại, làm một cái wall hoặc là một cái cửa block cái chỗ này lại. Đây là một cái unit riêng biệt ha. Cái này ở dưới đây chúng ta có thể làm một cái unit riêng biệt. Chúng ta có thể làm thêm một cái nhà bếp nhỏ ở đây. Đó, thì cái này nó sẽ trở thành một cái studio nhỏ để chúng ta có thể cho mướn phía sau có lối đi riêng ha, có lối đi riêng bên ngoài. Đó, thì chúng ta có luôn nhà bếp luôn ha. Đó là ý tưởng mình đưa ra, mình cũng đưa tới thôi. Rồi, bây giờ mình đi lên cái phần phía trên, mình quay hết cái phần phía trên ha. Bên ngoài thì không còn gì để quay tại vì không có đất nữa. Mình quay, mình nhìn thấy đó là cái sân sau rồi. Ok, rồi. Thì bây giờ á, đây là cái phòng, cái khu vực còn lại của căn nhà. Thì cái khu vực còn lại căn nhà thì chúng ta thấy là cái phòng ngủ thứ hai ở đây ha. Phòng ngủ thứ hai, đây là phòng cho nít nè ha, rất là đẹp. Họ trang trí rất là ok ha, sơn sửa rất là mới. Mình vô mình rất là thích cái kiểu mà remodel design của cái căn nhà này. Ok, cái căn nhà ở đây là cái phòng bathroom còn lại ha. Cái phòng bathroom còn lại thì nó dành cho hai cái phòng ngủ kế bên. Nói chung là cái setup của nhà này rất là ok. Và đây là cái phòng ngủ thứ cuối cùng ha, phòng ngủ cuối cùng. Thì họ để giá 941.000, thì mình nghĩ đó, cái mình nghĩ nó có cái lý do. Thứ nhất đó là cái location tốt, và thứ hai nữa họ build luôn cái unit, cái khoảng không gian luôn phía sau luôn, họ build sẵn cho mình luôn rồi. Chúng ta không cần phải build nữa, vô là có luôn một cái căn nhà rất là bự rồi ha. Họ để con 1.300 square feet cho anh em MLS thì không biết là có permit hay không, nhưng mà cái setback như vậy thì mình rất là thích, tại vì phía sau có dư một cái unit ra để chúng ta có thể thoải mái sinh hoạt, hoặc là chúng ta có thể cho mướn cũng được đó. Mình nghĩ cái phòng này á, original là cũng là một cái phòng ngủ nè ha, cũng là một cái phòng ngủ. Ở phía sau á, mình nghĩ là cái phòng extra, cái unit extra ha. Nói chung ra mình đối với cái vấn đề bên trong á, mình không có chê vị căn nhà này hết, và cái khu vực á, mình cũng rất là thích luôn ha, cũng rất là thích luôn. Nhưng mà tại vì cái giá là 941.000 thì không biết là nó có đúng, nó có quá cao hay không thôi ha. Ví dụ như phía sau mà có permit luôn á là 941.000 quất luôn cả triệu cũng được nữa ha. Tại vì nhà này khu Gardena mà rất là tốt luôn nha mọi người ha. Ok, rồi. Nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like comment trên cái video. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.